vâng xin chào tất cả mọi người chào mừng các bác trở lại với đồ gỗ cao cấp sáng trang à, quá tuyệt vời luôn các bác ạ hôm nay em sáng được đứng trực tiếp tại xưởng của mình để chia sẻ tới các bác một trong những mẫu bàn ghế à, sofa tân cổ điển hoàng gia vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp à, trên nền tảng chất liệu gỗ hương đá các bác ạ và mẫu ghế này là một trong những mẫu ghế à, phân khúc hạng cao cấp mà đồ gỗ sáng trang à, mang đến cho quý vị anh chị em thì à, một cái không khí vô cùng tuyệt vời à, em sáng đang làm trên nền tảng chất liệu gỗ hương đá tất cả các sản phẩm ở phân xưởng này à, mang một hơi thở mang một phong cách châu âu các bác ạ và để đến với dòng phong cách châu âu này thì em trai đi lại từ từ gần hơn nữa để quý vị anh chị em mình cảm nhận được những chi tiết à, cái kiểu dáng à, từ cái à, dáng ghế này cho đến cái kiến trúc rồi đến cái phong cách đục của đồ gỗ sáng trang các bác ạ và tổng thể bộ ghế này à, có, có tên gọi là bộ ghế à, sofa hoàng gia tân cô điền À, mang hơi thở của châu Âu. Bộ sản phẩm này bao gồm 8 món. Thực tế bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm bao gồm 6 món nhưng mà một bác khách của đồ gỗ Sáng Trang đặt thêm hai cái đôn ngồi các bác nhé Đó. Thì à, với một thông số kỹ thuật hết sức tuyệt vời, em sáng à, giới thiệu chi tiết để quý vị anh chị em mình cảm nhận sâu hơn ở dòng sản phẩm này. Thì ở dòng sản phẩm này là toàn bộ các bác thấy này, à, toàn bộ khung, toàn bộ khung là cơ sở bên em làm trên nền tảng chất lượng hương đá và đục từ chân à, cột cho đến trương của ghế các bác nhé à, duy nhất có phần mặt này cái phần mặt ngồi và cái phần tựa lưng là cái này làm sau này em sáng sẽ bọc ra các bác ạ đấy bọc ra thì với một thông số kỹ thuật hết sức tuyệt vời của một chiếc đoạn như này các bác ạ à, có thông số kỹ thuật của đoạn là hai mét bốn mươi hai 40, 2m 40 à, chiều sâu là một mét các bác ạ của ghế thì là rộng là một mét một chiều sâu là 1 mét và của bàn các bác này của bàn thì là chiều dài 1m47, chiều rộng là 1m08. Đây các bác các bác cảm nhận cho em này, vô cùng tuyệt vời. Toàn bộ sản phẩm bên em đục thủ công bằng tay nhé các bác nhé. Thường thường ở những dòng sản phẩm này à, không riêng gì đơn vị của đồ gỗ sáng trang mà các đơn vị khác thường thường người ta sẽ đục máy các bác ạ. Đấy em sáng chia sẻ luôn. Còn ở dòng sản phẩm này bên em sáng đục tay. Đó thì cái hoa văn đục tay thì bao giờ nó có một cái rất hay là nó nó có độ à, kênh bông sắc nét hơn. Đây các bác cảm nhận này. Đó. Ví dụ như ở cái chân này thế, cái chân này toàn bộ chân là chân liền nha các bác nhé chân liền các bác nhìn thấy những đường hoa những đường ná à, của những cái à, gột hoa lá tây này đó được à, cơ sở bên em đục rất cong bênh và sắc nét à, từ những cái mẫu đôn này các bác nhìn cảm nhận cái mẫu đôn thế đây đấy đơn này thì chân vuông 10 thôi quý vị anh chị em ạ nhưng các bác cảm nhận được cái mẫu bên em sáng làm này, đó từ trong ra ngoài từ trái sang phải à, những cái dòng ghế mang hơi thở của dòng à, tân cổ điển điện đó. Hoàng gia này ấy, thì thứ nhất phải kể đến cái dáng của ghế các bác ạ, dáng phải vô cùng tinh tế và đẹp đó. À, ngoài cái độ chắc chắn ra nó phải có độ dẻo đấy, độ dẻo của ghế nó thể hiện được tính thẩm mỹ cực kỳ cao. Đấy, từ những cái chân bàn này, các bác thấy này, chân bàn thì riêng bộ này thì cái chân bàn lại có một cái rất hay đó là gì? Nó thêm một cái quả găng này, các bác này đấy, thêm một cái quả găng đó, thêm quả găng này đó. Chân à, bàn này thì bao giờ thế bên em sáng cong là cong tứ bề các nhé, cong tứ bề và có thêm một lớp cổ chỉ này nữa và cái đặc trưng của những dòng uh, tân cổ điển đó là gì cái khung tranh thì bao giờ soi ống tơ các bác ạ đây các bác để ý này đó cái khung tranh này bao giờ soi ống tơ đây là một trong những lối mà uh, từ xưa đến nay rồi thật ra thì có rất nhiều kiểu soi như lối soi ống tơ này nó vẫn mang một cái hơi thở uh, thể hiện tính thẩm mỹ cực kỳ cao các bác ạ đó thì toàn bộ trương đây thế các bác cảm nhận cho bên em sáng đây đó trương thì vô cùng tuyệt vời các bác ạ vô cùng tuyệt vời đã là sản phẩm đục bằng tay thì các bác biết được cái trình độ kỹ thuật của người thợ bên em rồi tuyển chọn rất nhiều các uh, thợ ưu tú của làng nghề để tạo nên một sản phẩm đẹp như thế này các bác ạ à, thì đây là cái sản phẩm mà vẫn đang trong trong phân khúc hàng mọc các bác nhé trong phân khúc hàng mọc bên em sáng đang trọng đang trong quá trình uh, trình chuẩn bị uh, cho những quá trình hoàn thiện tiếp theo tiếp theo đấy bước vào giai đoạn rồi hoàn thiện đánh giấy giáp sau đó mới đi bọc ra các bác ạ à, đi bọc ra đây các bác cảm nhận đôn lại thế em sẽ cứ đi từ từ vào đây để quý vị anh chị mình cảm nhận đó vô cùng tuyệt vời đó cái mặt khung tranh thì có thế này cong tròn đều các bác nhé đó đặc biệt là ở những cái núi uh, nối đầu của khung tranh này các bác này đó nối đầu khung tranh này thế nó phải cong tròn đều theo cái mỏ của cái chân hoa đa tây này các bác ạ thì nó mới đẹp được đó uh, nếu các bác có nhu cầu ở uh, một dòng sản phẩm vô cùng cao cấp như này các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 55 uh, gặp em sáng để tư vấn bảo báo giá tận xưởng ngoài cái những bộ ghế hoàng gia như thế này thì bên bên em sáng làm còn rất nhiều các dòng sản phẩm uh, sản phẩm khác. Ví dụ như là những chiếc uh, tủ áo hoa đa, tây, uh, chiếc kệ, uh, hoa đa tây, những chiếc kệ tivi hoa đa tây, những chiếc tủ rượu mang theo phong cách của hoàng gia rồi những cái bàn bán nguyệt như này các bác này, Đây, các bác uh, nhìn thấy cơ sở bên uh, đồ gỗ Sang Trang làm rất nhiều các phân khúc hàng uh, hàng cao cấp. Đây, uh, toàn bộ sản phẩm các bác hết sức yên tâm bởi vì em sáng là một trong những người à, sản xuất và thương mại rất nhiều các sản phẩm nội thất cao cấp. À, mong muốn của đồ gỗ Sáng Trang là đưa những dòng sản phẩm cao cấp của làng nghề lên một cái tầm cao mới các bác ạ. Hoàn thiện cực kỳ kỹ các bác nhá. Hoàn thiện em sáng hoàn thiện rất kỹ. À, các bác à, có điều kiện ở gần nhà em sáng có thể qua trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Sáng Trang để cảm nhận được những sản phẩm mà cơ sở bên em làm các bác ạ và ở cái dòng gỗ hương đá này thì bao giờ thế cái tông màu nó rất sáng các bác ạ tông màu nó rất sáng vân cực kỳ nhiều đó vân cực kỳ nhiều còn về chủng loại gỗ thì em sang vẫn nói rồi các bác cao cấp vip thì các bác sử dụng cho em là à, gỗ cẩm lai à, gỗ mun rồi thì gỗ hương nào còn ở những phân khúc hàng bình thường các bác sử dụng gỗ gõ gỗ gụ và à, gỗ hương đá vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp quan trọng nhất là gì xưởng người ta làm người ta chọn những cây gỗ già những cây gỗ đành Đấy, à, ví dụ như ưu tiên ai thích vân thì em sáng sẽ lựa những cái mặt vân nhiều để tạo nên một cái dấu ấn riêng biệt ở mỗi một dòng sản phẩm cao cấp và một lần nữa đồ gỗ sáng trang xin trân trọng cảm ơn chào thân ái